cập nhật quân sự mở ngày 5 tháng 8 Hàng Long và quân sự mở xin kính chào quý vị Chúc quý vị tuần mới tràn đầy năng lượng và thành công Mời quý vị cùng đến với những tin tức cập nhật có trong chương trình trưa nay ngày 5 tháng 8 Mở đầu là thông tin ATA CMS và Storm Shadow làm rung chuyển Luhan với tầm điểm là nhà máy thiết bị của Nga các vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố Luhansk ở miền đông Ukraine vào chiều ngày 4 tháng 8, với những đám khói đen có thể nhìn thấy phía trên thành phố. Theo ông Leonid Pasechnik, người đứng đầu tỉnh Luhansk do Nga bổ nhiệm, lực lượng Ukraine đã phóng 12 tên lửa do phương Tây sản xuất vào thành phố. Ông Pasechnik tuyên bố rằng có lẽ 8 tên lửa ATACMS và 4 tên lửa Storm Shadow đã tấn công các cơ sở chứa nhiên liệu vào một khu dân cư. Tuy nhiên, ông Atom Lisuho, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Luhansk cho Ukraine bổ nhiệm, lại đưa ra một thông tin khác. Ông Lisuho cho biết rằng cuộc tấn công đã dẫn đến hỏa hoạn tại một nhà máy máy móc nơi lực lượng Nga sửa chữa và cất giữ thiết bị quân sự. Ông Lisuho nói: "Vào buổi chiều hôm nay, theo báo cáo của giới truyền thông của bên chiếm đóng, 12 vụ nổ đã được nghe thấy ở thành phố này." Hãng thông tấn TASS của nhà nước Nga cũng đưa tin về các vụ nổ mạnh ở Donetsk và Makivka, với thông tin sơ bộ cho thấy có khói ở trung tâm Makivka. Hình ảnh vệ tinh tiết lộ sự tàn phá khủng khiếp ở sân bay quân sự Morozov của Nga đòn tấn công bằng 40-50 UAV của Ukraine với khoảng 15 chiếc trúng đích đã gây ra hậu quả tồi tệ bậc nhất trong các đòn tập kết sân bay Nga của các lực lượng kỳ yếp, khi mà nó đã phá hủy hoàn toàn kho đạn dược, lưu trữ lượng lớn bom dẫn đường hàng không của Moscow ở sân bay này. Loại vũ khí có thể nói là quan trọng bậc nhất với Nga ở thời điểm hiện tại để chống lại Ukraine trên tiền tuyến. Hình ảnh vệ tinh cảm biến nhiệt ghi lại các vụ nổ xảy ra ở hầu hết các khu vực của phi trường nằm ở tỉnh Rostov này của Nga, với ít nhất 5 chiếc Su-34 đã được dọn dẹp để lại những vết cháy đen ở trên mặt đất. Rất khó để xác định được mức độ tổn thất thực sự của năm chiếc SU-34 xuất hiện trong hình ảnh vệ tinh của Planet Labs đối chiếu trước và sau khi vụ tấn công xảy ra, nhưng đã có những thông tin cho biết ít nhất một chiếc SU-34 của Nga đồn trú ở đây đã bị phá hủy hoàn toàn. Các đoàn tấn công liên tiếp bằng hỏa tiễn do phương Tây cung cấp và các UAV cây nhà láo vườn của Kyiv vào các mục tiêu Nga cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua đang cho thấy mức độ leo thang trong các đoàn đánh của Ukraine vào các mục tiêu trọng yếu của Nga bằng những vũ khí này. Cùng với đó là năng lực phòng không suy giảm của Moscow, cũng như tổn thất của họ tỷ lệ nghịch với khả năng phòng thủ đường không của chính mình. Khi mà Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu ngầm lớp Kilo và phá hủy một nửa hệ thống S400 của Nga. Quân đội Ukraine ngày 3 tháng 8 cho biết tên lửa của Ukraine đã đánh chìm tàu ngầm Rostov on Don lớp Kilo thuộc hạm đội Biển Đen một ngày trước đó và làm hư hại nặng nề hệ thống phòng không S400 ở khu vực phụ cận thành phố cảng Sevastopol chiến lược. Theo thông tin trước đó, ít nhất 4 bệ phóng S-400 đã bị phá hủy. Người ta đang làm rõ một nghi vấn liên quan đến trạm radar 92N6 của Nga, cũng thuộc hệ thống này có bị phá hủy hay không. Phía Kyiv cho biết, con tàu có khả năng phóng các tên lửa hành trình Calib đã bị thiệt hại đáng kể trong một cuộc tấn công bằng tên lửa Storm Shadow của Ukraine vào tháng 9 năm ngoái, nhưng nó đã được sửa chữa. Theo quân đội Ukraine, giá trị ước tính của chiếc tàu ngầm này là 300 triệu đô la Mỹ. Ngày 2 tháng 8, người dân ở Crimea cho biết đã nghe thấy nhiều vụ nổ ở Sevastopol, Simferopol và Yevpatoria, kênh Telegram Crimean Wind đưa tin. Ông Mikhail Rasvozaev, người đứng đầu Sevastopol do Nga bổ nhiệm ngày 2 tháng 8 thông báo rằng các mảnh vỡ của UAV và tên lửa do Mỹ sản xuất đã được tìm thấy trong thành phố sau khi bị lực lượng phòng không bắn hạ. Ông Rasvozaev chưa bình luận về tuyên bố ngày 3 tháng 8 của Ukraine rằng nước này đã đánh chìm tàu ngầm hoặc làm hỏng hệ thống tên lửa S-400. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục nhóm vào hạm đội Biển Đen của Nga và các mục tiêu quân sự ở Crimea, nơi bị quân đội Nga chiếm đóng phi pháp kể từ năm 2014. Các cuộc tấn công của Ukraine đã buộc Moscow phải rút phần lớn lực lượng hải quân khỏi bán đảo Crimea về thành phố cảng Novorossi, nơi gần đây đã trở thành quân cảng chính một cách không chính thức của hạm đội Biển Đen của Nga. Sau các đoàn tập kích dữ dội, hai căn cứ không quân Nga ở Crimea không còn dám tiếp nhận máy bay. Hải quân Kyiv cho biết hai căn cứ không quân của Nga ở Crimea không còn tiếp nhận các máy bay được sử dụng để tấn công Ukraine sau khi Kyiv liên tục tấn công các căn cứ không quân của Moscow. Nga hiện có 5 sân bay quân sự ở Crimea, nhưng hai trong số đó hiện không có máy bay. Ông Dmitro Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, cho biết trong bài phát biểu được truyền thông nhà nước đưa tin. Ông Chúc cho biết, lực lượng Nga có thể chi trời các máy bay vào đất liền vì họ cần có hệ thống hậu cần phù hợp để cung cấp nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác. Truyền thông Ukraine xác định năm căn cứ không quân của Nga ở Crimea là cơ sở Saki phía đông nam thành phố Yevpatoria, căn cứ không quân Belbek gần Sevastopol, căn cứ không quân Dzhankoy ở phía bắc cùng với căn cứ Kacha cũng gần Sevastopol và Hervadisk ở trung tâm của bán đảo. Vào cuối tháng 7, quân đội Ukraine cho biết lực lượng tên lửa của họ đã tấn công căn cứ không quân Saki, nơi Nga sử dụng để kiểm soát không phận ở Biển Đen và phối hợp tấn công Ukraine. Kyiv đã liên tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ không quân, trung tâm hậu cần và cơ sở hải quân của Nga ở Crimea trong hơn 2 năm chiến tranh toàn diện. Kyiv cũng đã nhắm đến các căn cứ không quân bên trong lãnh thổ Nga, trong đó có căn cứ Anzo 2, chế anh tạc cơ tầm xa ở vùng Saratov và căn cứ không quân Kostyovskaya ở Krasnodar. Ngày 3 tháng 8, quân đội Kyiv cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào sân bay Morozov ở khu vực Rostov của Nga, tấn công các kho chứa đầy đạn dược, bao gồm cả những kho chứa bom dẫn đường đã tấn công Ukraine trong nhiều tháng. Sau khi Kyiv tấn công Kostyovskaya hồi đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể sẽ phải phân tán các chiến đấu cơ của mình để đối phó với các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine. Tổng thống Zelensky chính thức xác nhận chiến đấu cơ F-16 đã đến Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4 tháng 8 cho biết các phi công Ukraine đã bắt đầu vận hành chiến đấu cơ F-16, xác nhận sự xuất hiện của loại tiêm kích được chỉ ít chờ đợi từ lâu. Thông tin trên được đưa ra khi ông Zelensky gặp mặt các phi công quân sự tại một căn cứ không quân bí mật với hình ảnh hai chiếc tiêm kích Fighting Falcon, hai bên trái phải khi ông Zelensky phát biểu và hai chiếc khác bay trên bầu trời. F-16 đang ở Ukraine, chúng ta đã làm được Tôi tự hào về những người của chúng ta đang làm chủ những chiếc máy bay phản lực này và đã bắt đầu sử dụng chúng cho đất nước của chúng ta. Ông Zelensky nói tại một địa điểm mà chính quyền Kyiv yêu cầu hãng thông tấn Reuters không tiết lộ vì lý do an ninh. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrsky, hoan nghênh sự xuất hiện của F-16, đồng thời cảm ơn các quan chức đã làm việc 24 trên 7 để đảm bảo mang được chúng đến Ukraine. Ông Sersky nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của F-16 sẽ cứu được mạng sống của binh lính Ukraine. Ông khẳng định sẽ có nhiều tên lửa vào máy bay Nga sẽ bị bắn hạ hơn nhờ các tiêm kích F-16 này. Trao đổi với các phóng viên trên đường băng của sân bay nói trên, ông Zelensky cho biết Ukraine vẫn chưa có đủ phi công được đào tạo để sử dụng F-16 hoặc có đủ số tiêm kích. Ông nói điều tích cực là chúng tôi đang mong đợi có thêm những chiếc F-16 này, nhiều người hiện đang được huấn luyện. Theo Tổng thống Zelensky, điều quan trọng là các đồng minh của Kyiv đã tìm ra cách để mở rộng các chương trình đào tạo và cơ hội cho cả phi công và đội kỹ thuật của Ukraine ukraine trước đây dựa vào một phi đội chiến đấu cơ cũ kỹ thời liên xô bị áp đảo bởi phi đội máy bay tiên tiến và đông đảo hơn nhiều lần của nga moscow đã sử dụng lợi thế đó để thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa vào các mục tiêu trên khắp ukraine và cũng tấn công các vị trí tiền tuyến của ukraine bằng hàng ngàn quả bom dẫn đường hỗ trợ cho các lực lượng của họ đang dần tiến lên ở miền đông ukraine đây là giai đoạn phát triển mới của lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, ông Zelensky nói. Chúng tôi đã làm rất nhiều việc để lực lượng Ukraine tiếp cận tiêu chuẩn không quân mới, lực lượng không quân chiến đấu của phương Tây. Đề cập đến nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ để có được F-16, ông Zelensky nhấn mạnh, chúng tôi thường nghe câu trả lời là điều đó là không thể, nhưng chúng tôi vẫn biến tham vọng, nhu cầu phòng không của mình thành hiện thực. Ngày 4 tháng 8, trang tin Economist cho biết 10 chiến đấu cơ F-16 đầu tiên đã có mặt ở Ukraine vào ngày cuối tháng 7, khoảng một năm sau khi chính quyền tổng thống Biden bật đèn xanh cho phép các đồng minh châu Âu gửi loại vũ khí này cho kỳ íp. Economist viết, đến cuối năm 2024, Ukraine sẽ vận hành 20 chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất, phần còn lại được Liên minh F-16 do Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu hứa hẹn sẽ được giao theo từng đợt trong năm 2025. Ông Ben Hodges, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Economist rằng có sự thất vọng lớn khi phải mất một thời gian dài để F-16 có thể xuất hiện ở Ukraine. Ông nói, một lý do dẫn đến sự chậm trễ trong việc cung cấp đủ số lượng máy bay F-16 để tạo ra tác động là do thiếu nơi đào tạo phi công Ukraine. Khó khăn về ngôn ngữ cũng góp phần vào sự chậm trễ này. Theo ông Hodges, Ukraine có những phi công xuất sắc và dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, những chiếc F-16 đều rất khác biệt và phức tạp hơn so với những chiếc MiG-29 và Sukhoi-27 thời Liên Xô mà phi công Ukraine từng điều khiển. Trong khi đó, hãng tin The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Ukraine sẽ sử dụng không quá 10 chiến đấu cơ F-16 trên chiến trường trong năm nay. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với New York Times rằng mới chỉ có 6 phi công Ukraine đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm trên không phận của Ukraine. Theo ông, các phi công Ukraine mới làm quen với các hoạt động ở quy mô nhỏ và chưa tham gia các hoạt động chiến đấu chống lại Nga. Theo các chuyên gia, việc thiếu phi công được đào tạo và số lượng không nhiều máy bay F-16 sẽ hạn chế tác động trực tiếp của chúng trên chiến trường. Các quan chức Mỹ cho biết khoảng 20 phi công Ukraine dự kiến sẽ có thể lái những chiếc máy bay này trong năm nay. Điều này sẽ cho phép Ukraine chỉ sử dụng được tối đa khoảng 10 chiếc F-16 trong chiến đấu, vì mỗi chiếc máy bay cần ít nhất hai phi công điều khiển luôn phiên trực chiến, New York Times cho biết. Tổng thống Nga Vladimir Putin thì đưa ra tuyên bố lúc trước rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí mới cho Kyiv, trong đó có F-16, sẽ không làm thay đổi tình hình ở chiến tuyến, mà chỉ kéo dài xung đột. Moscow cũng đã tuyên bố sẽ bắn hạ bất kỳ chiếc F16 nào của Ukraina. Ukraina xóa sổ hệ thống TOS-1A hiếm hoi của Nga. Cơ quan an ninh Ukraina SBU ngày 3 tháng 8 tuyên bố đã phá hủy thành công pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A hiếm hoi của Nga ở Zaporizhia phía nam Ukraina. SBU đã chia sẻ đoạn phim cho thấy cảnh UAV FPV đang hướng tới hệ thống tên lửa phóng loạt TOS 1A, một UAV trinh sát có mặt ghi lại khoảnh khắc va chạm và bộ nổ phá hủy pháo phản lực Nga. SBU cho biết, hệ thống TOS 1A đã được trang bị đầy đủ đạn dược và sẵn sàng tấn công khi lực lượng kỳ xác định vị trí và tung đoàn tấn công vào hệ thống này. TOS 1A có thể bắn vài chục tên lửa nhiệt áp và được gắn trên các khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực khác nhau tùy thuộc vào phiên bản. Theo quân đội Mỹ, đây là phiên bản nâng cấp của TOS 1 với tầm bắn tăng lên nhờ rocket dài hơn. Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào tháng 3 năm 2022, những tên lửa nhiệt áp này tạo ra hiệu ứng cháy và nổ kéo dài hơn so với chất nổ thông thường. Tác động của tot 1 a là rất tàn khốc. Nó có thể phá hủy cơ sở hạ tầng và gây ra thiệt hại đáng kể cho các cơ quan nội tạng và gây bỏng nhanh, dẫn đến tử vong cho những người bị phơi nhiễm. Nó thường được sử dụng để phá hủy các tòa nhà và chiến hào. Nhà sản xuất quốc phòng Nga, Roskoboronexport mô tả, TOS-1A là súng phun lửa hạng nặng, có thể sẵn sàng bắn trong vòng 90 giây, khiến nó trở thành vũ khí cực kỳ nguy hiểm với khả năng chiến đấu tuyệt vời. SBU cho biết trong một tuyên bố rằng, hệ thống này là niềm tự hào của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga và là mục tiêu có giá trị cao được săn lùng ở tiền tuyến. Viện nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết vào tháng 6 năm 2023, các bệ pháo phản lực nhiệt áp là tài sản pháo binh có sức tàn phá cao nhưng khan hiếm. Chúng là loại vũ khí được ưu tiên cao đối với quân đội Nga, nhưng Moscow chỉ có số lượng nhỏ hệ thống vận hành. Chuyên gia công nghệ quốc phòng và quân sự Davis Hopkins nói với Newsweek và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật quân sự trưa nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi một lần nữa hằng lâm xin được chúc quý vị buổi trưa vui vẻ còn bây giờ hằng lâm vào quân sự mở xin chào và hẹn gặp lại quý vị